cho mấy anh đứng. Thanh đang cui lô sâu chuồng bò tí hon chuồng bò tí hon. Nay anh Thanh mặc quần đùi cui lộ hàng hết nha cô chú chị ơi, quay trước chiếu vô ghê quá. Thấy lộ hàng lắm nha. Mình con trai thì cũng có thì mị một xíu chứ. Cha phải men với anh sao giờ mị với anh. Anh có lựa không à. Mình phải tỉ mị với ai mà cái chân cứ banh banh ra. Mấy anh nên thích rồi phải rồi. Cho chỉ vô chỉ lựa sầu riêng luôn. Thành Thành không biết nói gì luôn nè. Anh chỉ biết chăm nước. Đúng rồi, hộp nhanh gọn lẹ. Cơm mà ngon được không anh? Cơm nhà mẹ nấu là ngon nhất. Bỏ có quay luôn tóc, nhớ bán lạc Long Quân nữa mà. Đúng không? Đâu có lạc Long Quân đâu. Dưới Quỳnh Thiện Lộc á. Quỳnh Thiện Lộc. Có anh em không bán lạc Long Quân, lộn ai rồi? Có, lạc Long Quân có bán không anh? Đi cung ướm. Nghi lắm, nghi lắm. Ai lần đi cung ướm á. Cung dạo chứ lộn. Cung kiếm dạo dạo. Dạo dạo tốn 10 triệu bạc. Tốn 10 triệu bạc. Ngon á, ngon ngon. Ngon ngon. Bây giờ lấy ghế cho mà ăn tại chỗ. Ừ, lấy cái này á. Lúc nào cũng ngon mà. Ông em nói sự thật mà. Đi bỏ ngoài đấy. Cơm này thì bán nó như tiền hộp đấy. Em đang sale bán 100 ngàn hộp anh. 100 ngàn một hộp cơm. Chuồng bò cũng 100 ngàn hộp. Nửa ký á. Hộp này hộp đang nấu nè, mới khui luôn nè. Mới khui mà. Mới khui. Ở hộp này chuồng bò này mới khui luôn nè, 100 ngàn. Các anh chị lấy liền luôn. 300 ngàn. Khui luôn anh. Rung tay giữ Thanh. Vàng ra. Khách kìa, khách kìa, khách kìa vô quá đông. Ơn anh. Hãy lựa cho xong năm học mà. Vàng ráo co. Tốc độ bình thường thôi, Thanh không cần nhanh lắm đâu cũng được. Tốc độ bình thường thôi không? Nhanh quá cũng bị la. Mà khách này lại muốn em mua nhanh. Trời, trái này tròn giòn luôn. 6 hộp không? 6 hộp không? 5 à. 380 luôn chị. Chị ơi, 380 nha. Nhìn cứ băng sầu riêng vậy đó. Đánh giá. Đây, 6 là tròn giòn. Còn dành sầu riêng hơn là người bán sầu riêng nữa. Cô vô thử cơm đi cô. Ăn thử đi cô. Thôi kìa thử miếng đi. Dung ơi. Không quay kiểm chị đâu yên tâm. Quay sao hạng A không à. Này có thành sức hơn. Mới có 3 học thôi đã 9 lạng rồi hả? Cái này khoảng bài chứ mà có tiếng cái 4 cái rưỡi á. Dạ dạ. Học đại học lấy cho. Đúng rồi.
rồi, cỡ đó. Đó. Đi sáu luôn. Đi sáu cơm luôn, có 380 à. Quá rẻ. Lời. Nếu bán cơm thì nhiêu ký? Đang bán 320 anh. 320 hả? Ồ trái đó có 380 mà đi sáu cơm. Nếu mà mua cơm là tới 500 mấy, 600 ngàn luôn ha. Đi sáu. Cô tiếp chuồng bò tí hon nha cô chú anh chị, bán hộp đang sale 100 ngàn. Nay Thanh sale chuồng bò. Đó. Mới khui không nha cả nhà. Lấy trái đó chị. Trái chất lượng giống như trái này á. Như vậy luôn nha. Nha bạn đi nha. Cắt cắt miếng được không? Trời ơi khó quá. Khó quá, kèo này khó quá. Khó này luôn á. Bây giờ nó không dốc phần mềm hơn chút luôn đó. Không sao đâu, cái đó không mềm đâu. Không, không có nhạo. Thằng cái này nó không nhạo. Không, không nhạo luôn. Bài sao làm rẻ hơn trái nãy 15 ngàn. Này đi sáu nó đều. 36 phải không? 36 cái này bị hư muối rồi, bù lại muối cho ta. Chỉ mua hai trái, nãy chỉ mua một trái thấy ngon quá, mua thêm trái nữa còn ba ký mấy không rồi chứ. Trời cũng ký rưỡi chứ hết vậy. Quá nhiều. Cũng ký rưỡi cơm luôn dữ thiệt. Trái này cơm nặng cơm. Chị kéo qua tiếp thầu chuồng bò. Cuối. Để lên kệ hả? Cơm nó trắng gì nữa, giờ này để lên kệ gì nữa. Giữ. Hay quá thiệt đó chứ. Tôi đúng 10 giờ là tôi đi rồi. Trời ơi. Còn tiên nữa là tiên đúng 9 giờ tiếng riêng tiên đi rồi. Thôi ra. Thôi. 9 đồng tiền trái luôn chị. Mai cô đi về Bến Tre hả? Mai cô đi về Bến Tre rồi. Đi tới bay lên trời, bay về đâu, bay về dưới quyện. Bay về ngồi để đu ngọn dừa. Hàng gì bữa nay kêu kệ lâu ra đó rồi, ai chiên vô thì chiên. Nè, đến đây không ngoài đi. Đó, hai hộp. 100.000 hộp nha cô chú anh chị. Chuồng bò ngon lắm, ai ăn chuồng bò rồi biết ha, chuồng bò rất là ngon. Đủ quá ta. Đủ không? Đủ chứ. Đợi thêm nữa không? Có cần em đổi style không? Đổi style đi. Đổi style là đổi quần, mặc có một quần. Lấy cái quần, mặc cái áo, mặc cái quần á. Quay 10 video mặc cô 10 quần áo là được rồi. YouTuber người đại đoạn bộ để thay. Không có dẫn gì đổi màu áo được mà. Đổi màu áo nhưng mà bị ảnh hưởng đến màu đó sầu riêng. Không lột cái áo ra luôn cũng được. Là sầu riêng không ảnh hưởng. Lấy cái hai đó ra ngoài đi. Lấy hai hôm nay ra ngoài. Anh được từ những ngọc sầu riêng bán 100.000 luôn. Rẻ bèo rẻ bèo. Sầu riêng chuồng bò. Ủa, bà chắc là gì đó? Bà chắc là gì hả?
giờ này chín giờ tới nơi rồi, chắc lên chậm nữa ai chi vô tiên mà. Mà vừa thăm khám 12 giờ mà. Anh có một cái tour ở New York á, nói là lý do tại sao anh có người thành viên của anh mà nhiều cái phút qua dữ vậy, lý giải tại sao mà anh là người vui, anh là người thích mơ phải lý giải chứ cái này không giải được. Không biết nguyên nhân tại sao anh là người quay chiếc châu á, chắc là cô chú thích xem thăm tour thành viên á, với lại là mấy anh xem thành viên con trai đó. Này mua chuồng bò 100 ngàn rẻ cô chú chị. Chuồng bò tí hon không? Ủa nó quay đó hả? Kinh hợp. Có mà. Chủ ông ai chịu chơi mua 10 hộp là chịu tặng á. Hộp tặng hộp bình thường. 10 hộp cũng mãi chỗ nè. Mình này, mấy cái kia tại hộp là nó không có sốc. Rồi được rồi. Quá trời.